Tiếng Hàn thì dành cái giáo trình gì nó dễ học và phù hợp nhất đối với người Việt Nam? Xin chào tất cả mọi người nhé, lại là Duong Alpha đây. Ngày hôm nay thì Thành có mặt tại Duong Alpha. Sau khi từ Hàn về và cách ly đầy đủ thì Thành lại trở lại với mọi người. Và ngày hôm nay vừa hay thì ở Duong Alpha các bạn học rất là nhiều nên là cần bổ sung thêm cái giáo trình tiếng Hàn. Và ngày hôm nay Thành sẽ dẫn mọi người cùng với Thành sẽ đi đến chỗ mà mua sách và chọn lọc ra cho mọi người những cuốn sách nào nó hay và phù hợp như thế nào đối với người Việt Nam mình nhé. Sau một thời gian khá là dài để vật lộn với đường phố Hà Nội thì bây giờ mình đã có mặt tại kho sách tổng của một cái bạn người mình rất là thân ở bên Hàn ngày xưa, học ở Đại học Kiêng Hy. Hiện tại thì bạn đấy đang chuyên về các đầu sách tiếng Hàn ở Hà Nội. Thì ngày hôm nay Thành có đến tận kho của bạn đấy. Cái kho này chỉ là một góc nhỏ thôi, gọi là mua sách về cho du học sinh Alpha của Thành. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bạn đấy có những cái đầu sách gì nhé. Quay trở lại với người Việt thì nên học sách gì để cho nó dễ, có thể một mình tự học được tiếng Hàn luôn. Thì ngày trước cái Thành đi du học á, và Thành tìm hiểu nó rất là lâu, 4-5 năm nay, Thành thấy là cái giáo trình tổng hợp dành cho người Việt Nam này các bạn này, là cái bộ sách này các bạn chỉ cần học sách này, nó rất là tốt cho người Việt. Bởi vì sao? Nó có nguyên phần phiên biên phiên dịch của bằng tiếng Việt và giải thích ngữ pháp các thứ nó rất là chi tiết. Thì nó có gồm chia ra rõ ràng là sơ cấp 2 cuốn, trung cấp 2 cuốn và cao cấp 2 cuốn, tổng là 6 cuốn sách. Bây giờ thì người ta sẽ dùng cái mẫu mới là mẫu xanh dương này các bạn. Mẫu xanh dương này nó phía trong nó cũng giống như thế thôi. Nó cũng là dùng để có tiếng Việt này và giải thích ngữ pháp mọi thứ, từ vựng nó rất là nhiều. Các bạn tự học cuốn này nó rất là tốt. Đặc biệt nha các bạn, ở cuốn giáo trình tổng hợp này nó có đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đầy đủ cho các bạn khi bắt đầu một cái ngôn ngữ mới, đầy đủ trong một cuốn, chứ không phải như các cái giáo trình khác người ta phân chia ra là một cuốn này, cuốn này, cuốn này, cuốn này và sẽ rất là mất thời gian khi các bạn tìm kiếm. Nếu mà Thành chỉ nói nguyên về cái tiếng Hàn tổng hợp này thì các bạn bảo là anh Thành quảng cáo nhiều quá cho cái tiếng Hàn tổng hợp này. Không phải đâu các bạn. Ví dụ như giáo trình của Kiêng Hy này thì nó chia là một kỹ năng như thế tầm 6 cuốn. Và của Seoul ấy, thì nó chia ra mất tầm khoảng 4 cuốn. Thì tổng hợp lại bây giờ cái này thằng này nó chỉ có 2 cuốn mà tổng hợp tất cả, còn có tiếng Việt. Thì mình nghĩ với một người Việt bắt đầu thì các bạn nên, rất là nên học cuốn này. Có thể là khi các bạn có một cái lượng gì đấy tiếng Hàn rồi thì khi đó các bạn, vấn đề các bạn chọn sách để nâng cao bản thân hơn á, thì nó không là quá khó đối với các bạn, đúng không? Và ngày hôm nay được nhân tiện đến đây mua sách thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số cuốn sách nên tham khảo khi học tiếng Hàn nhé. Sau khi mà mình lựa tất cả những cái mẫu sách nó phù hợp với học sinh của mình và đã chốt được cái tiếng Hàn tổng hợp mà mình giới thiệu các bạn ở trong video này, thì bây giờ là cái công việc cuối cùng và mình rất là thích công việc này, đấy là bày cái bộ sách này lên kệ của Alpha. Và cái bộ đấy mình hiện tại mình đã đặt 50 bộ. Cái bộ sách tiếng Hàn tổng hợp là mình đặt đến 50 bộ ấy, thì ngày mai người ta sẽ ship đến, bởi vì mình không thể, mình có thể chở được nhiều như thế. Những cái mẫu sách mình cảm giác nó là phù hợp mình sẽ sắp đến. Bây giờ thì mình đã cho toàn bộ sách lên kệ rồi, nó rất là đẹp. Bây giờ cái video ngày hôm nay của mình thì nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Và chúng mình là Du học Alpha, chuyên giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn liên quan đến du học Hàn Quốc. Nếu câu hỏi nào liên quan thì hãy đặt lại ở phía dưới cái bình luận. Mình sẽ dành thời gian và giải đáp cho tất cả các bạn. Bye bye.